nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ngày 18 tháng 1, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Anh Kỳ, Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận, Tập đoàn OGO đã tổ chức chương trình Tết chia sẻ yêu thương, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hữu Lợi, huyện Yên Thủy. Tại buổi tặng quà, các đơn vị đã tặng 130 suất quà với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các em học sinh. Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời động viên chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.